Rồi. Alo Hải. Rồi thấy giờ mặt các em buồn dữ. Ngồi đây buồn gì Hải? Thấy chị Ngọc buồn buồn luôn chứ sao giờ? Cái gì cũng chị không giờ lên nói kỳ quá. Thấy sáng giờ quay cái clip bên bé 12 tuổi tới giờ không quay clip nào luôn, buồn không thèm quay. Sáng giờ em được mấy clip rồi? Không biết nữa, không nhớ được mấy clip. Thì là được bé 12 tuổi nghỉ quay luôn. Nghỉ quay luôn, nghe chị Ngọc vậy buồn quá, nghỉ quay luôn. Em nghe chuyện gì mà nghe gì mấy đem đồ lên mộ cậu rồi phải lộ diện gì đó. Mà người ta từ đó vào 7-8 tháng nay không kêu bằng gì, tự nhiên bây giờ bắt thử lên kêu, kêu cho gặp mặt là gặp cái gì. 7-8 tháng nay nếu tính ra là chắc chị Hồng Ngọc bỏ tiền ra là chắc có thể là cả tỷ rồi ha. Nếu lo cho mộ cậu á. Thì hồi trước á là em thấy những cái hoa, cái lúc mà em vô á, em vô là ngày thứ 19-20 rồi. Đó, thì 2-3 ngày sau mới là ngày 21 của chú. Thì vô đây thì em thấy những cái tràng hoa mà em được tìm hiểu nha, là những cái tràng hoa đó đa số là của chị Hồng Ngọc là. Của chị không chứ có ai đó. Đâu. Mà mặc dù là có những cái tràng hoa khác, tên khác nha. Nhưng mà tìm hiểu lại đó, những cái tràng hoa đó đều là của chị. Bây giờ những cái hình đó, những cái hình mà để ở trên thư viện cái chảnh á, trên cái qua tại đàn. Hình qua tại đàn á là hình như là những cái hình đó là đa số hình như là của chị Hồng Ngọc không á. Đúng rồi. Mà chị ta tặng hình bự bự không chứ bộ. Những cái tấm hình mà gần tháo rạp là tấm hình bự. Không, rất là đẹp. Mấy tấm hình mà bự bự á, 4-5 người khiêng đó. Đúng rồi, thì tấm hình đó đó. Mà ngày xưa mà xe duyên chị Hồng Ngọc với ở mộ nè, nói chung là nhờ cũng có cái sự góp mặt của anh Niêu. Hình như là chị nhờ anh Niêu nhiều. Niêu với anh Niêu là cái cầu nói đúng không? Anh Niêu với anh Minh. Đó thì sau này thì mới nhờ thêm Thảo nè. Rồi em nè. Đó. Nói chung là chị Hồng Ngọc là nhờ đa số là nhờ tất cả các anh em hết chứ không phải là nhờ một người nha. Chị Hồng Ngọc á, chị muốn nhờ thí dụ giờ nhờ bữa nay nhờ anh đi. Ngày mai bắt đầu nhờ anh Niêu, mốt nhờ Duy Minh. Đúng rồi. Cho anh em YouTube mình nó hòa đồng với nhau. Nó có clip để quay chứ không phải giờ nhờ một người mấy người kia không nhờ thì bất công phân bì. Chị tính vậy cũng đúng chứ không phải là sai gì. Mà nói chung cái mộ cậu á, không có chị Hồng Ngọc mà cúng này cúng kia cho cậu là không có kéo dài tới ngày hôm nay đâu. Đúng rồi. Nói thẳng đúng là rồi. Như vậy. Mà có ai mà dám bỏ tiền mà mua cặp kỳ lân, cặp lồng, hai cái bình bông là chưa tính, mà cái này cái kia là hình bọng này nọ là chưa tính mà cúng kiến luôn. Mà người ta có nói gì đâu. Tự tiền người ta bỏ ra mà. Tự nhiên bây giờ kêu người ta lộ diện là lộ làm sao? Nói chung á là chị Hồng Ngọc á là chỉ cúng như vậy á là giống như theo cái đạo Phật ta gọi là ba la mật, đúng không? Ta không muốn ra mặt. Chứ bây giờ người ta cũng muốn tích lũy cái công đức để cho con cháu người ta thôi. Như lúc trước cậu ổng đi thiện nguyện ổng cũng muốn cho ai đăng clip lên đâu. Đúng không? Cho nên thì sáng giờ 15 mét cũng buồn. Thật sự buồn luôn. Lúc đầu là mình cũng tính cùng với mấy anh em là đi qua nhà sư cô. Để sửa chùa. Nhưng mà mình thấy trong lòng mình nó buồn, nó cảm thấy nó sao đó, không có đi được. Khi mà nghe mà cái tin là bây giờ đó là chị Hồng Ngọc là phải lộ diện để cho như vậy á thì mới được, thì mình nghe vậy mình thấy nó buồn quá. Tại sao? Tại vì khán giả ba la mặt nào giờ cũng là chuyện bình thường thôi, tại vì người ta không mà nói chung và mình đổi với mình cũng vậy, thì mình cũng buồn, đừng nói với chị, đừng mình bỏ tiền túi của mình chứ không phải là mình kêu gọi ha cái này cái kia đâu, mình gom tiền là mình cúng cho cậu đâu. Cái này tự mình bỏ tiền, tự mình phát cái tâm của mình la mà. Đúng rồi. Tự của chị phát cái tâm chị của la, chị cúng muốn cúng gì chị cúng, mà chị cũng có đâu phân biệt mà ít hay nhiều đâu. Mà thời lúc mà nếu mà muốn chị muốn đánh bóng tên tuổi của chị á, là lúc ban đầu là chị cho người anh em biết mặt rồi. Đúng không rồi, có tội rồi. Đợi tới mà 7-8 tháng này. Chính xác. Thì bây giờ kêu người ta bỏ vừa bỏ tiền mà phải bắt buộc người ta cho gặp mặt nữa là gặp sao? Mà hồi sáng này là anh yêu anh có cúng như là hai hộp nước yến đúng không, mà hai hộp đó cũng yến xào có... đúng rồi, yến xào là xào yến xào những gì yến xào với gì cái gì ta, đông trùng hạ thảo đó. Thì cái sản phẩm này là của chị Hồng Loan luôn, mà đặc biệt nha là cái người mua là của chị Hồng Ngọc. Thì nói chung á là
cây 15 bếp chị Hồng Ngọc là nhờ anh Miêu mua để ủng hộ chị Hồng Loan là một. Cái hai là cũng có dâng lên cho chú. Và cái thứ ba là để phát lộc cho mấy anh em. Đó. Thì phải nói là rất là tuyệt vời. Chị Hồng Ngọc là quá tuyệt vời. Chị Hồng Ngọc là mãi đỉnh. Chứ đâu có ai mà khùng điên mà bỏ ra tiền tỷ để mà cúng 7-8 tháng nay đâu. Đúng rồi. Đúng không? Ta cúng ta không, mà... không muốn đánh bóng tên tuổi người ta luôn, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, người ta vì cậu, người ta cúng cho cậu. Không cần người nào phải biết tới người ta hết. Người đó ta... là cái nghĩa cử cao đẹp, đúng là cái người ta vậy là phải đáng tôn trọng người ta chứ sao bây giờ mà nói ngược lại kỳ vậy. Theo em đừng nói chị Hồng Ngọc mà chỉ em nghĩ sáng giờ có lẽ là chị rất là buồn. Mà mình đừng có nói chị Hồng Ngọc buồn. Mình ở đây mà mình còn buồn buồn thúi ruột luôn, đừng có nói gì. Mình thấy mình còn bức xúc mà nói gì vậy đó. Là mình đã cảm nhận được một cái tự là chị đã buồn như thế nào rồi. Chị có buồn không chị Nhi? Buồn chứ. Buồn phải không? Nhi cũng buồn cho chị Hồng Ngọc. Sáng giờ em buồn lắm, buồn tại không nói á. Cái quan trọng ở đây chị Hồng Ngọc đã, chị nói chung là từ ngày mà cậu về tới đây tới giờ á là có những cái lẵng hoa là mang tên Hồng Ngọc nè. Rồi tất cả những món ăn, nói chung là những cái món ăn gì của chị là nó mang tính chất mỹ thuật rất là đẹp. Nói chung á là cúng cậu á là không liên gì chị Hồng Ngọc. Ai cũng có mà tự nhiều người mà người ta la mặt, ta lộ diện. Còn chỉ là đặc biệt chị thôi. Chị không muốn đánh bóng tên tuổi của chị thôi, chứ không phải là chị ở bên nào, ở bên phe này phe kia. Mà chị làm vậy, chị không liên gì, chị bỏ tiền ra làm mà chị đứng phe này phe kia là cái gì? Tiền của chị mà. Chị cúng cho tốt cho cậu thôi. Cái gì cúng mà cái không thấy không vừa mắt của chị là chị phải kêu sửa, kêu đổi. Có ai được vậy không? Người ta chỉ muốn bỏ tiền nhờ người này khi cúng thôi. Còn chị tự nguyện như bỏ cúng cái mâm xôi đó, xôi gì đó mà không để là không để là dẻ mấy cái hộp mà để trong hộp đó. Rồi chị mới bắt cái anh chủ tiệm đó quay ngược lại mua mấy cái dẻ bỏ ra hoài chứ không có cho để trong hộp mà cúng cậu vậy nữa. Ủa Hải, em đang nói mà chị thấy em nổi da gà hả Hải? Đúng không? Đang buồn. Nó đang cảm xúc. Nó nói mà nổi da gà. Đậu trứng không? Đậu trứng rồi đó. Không phải, tức là mình nói từ cái đáy lòng của mình. Không có sao, nói vậy em này không có binh ai bỏ ai á. Nhưng mà thắc mắc là phải nói tánh thẳng thắn vậy đó. Cái nào không phải là mình nói à. Không phải là binh chị Hồng Ngọc là binh cái vụ gì. Em không binh chị Hồng Ngọc mà em không binh ai hết. Nhưng mà mình thấy thắc mắc, mình đứng cái giữa thấy thắc mắc, mình có quyền mình nói. Chứ đâu phải mình thắc mắc, mình đứng cái giỏ mà mình không được quyền mình nói đâu. Nếu như mà chưa nói chuyện Hồng Ngọc lộ diện á, thì hôm nay là 7 tháng rồi. Lúc ban đầu sao không kêu? Ban đầu thì cũng chưa biết mấy, khoảng 3-4 tháng đầu đi. Đó, nhưng mà bây giờ là 7 tháng rồi, 7 tháng rồi. Mà nếu mà không chị mà Hồng Ngọc mà không cúng này cúng kia cho mộ cậu á, là không có ai để có YouTube để quay, mà khán giả cũng không lên tới đây nữa. Tới bây giờ chưa chắc gì mộ cậu có người ta tới thắp hương nữa. Tại nhờ chị cúng là mới có YouTube quay, khán giả mới biết mới tới. Còn không có chị không cúng nữa rồi bỏ ở không cúng mà. Và có ai biết mà YouTube là không có người cúng là lấy gì có khán giả tới mà để quay. Đúng không? Phải có người cúng. Nhưng mà chị cúng là chị cúng bằng cái tâm. Người ta không muốn lộ diện là như vậy. Còn bây giờ đến 7-8 tháng nay giờ bắt người ta lộ diện, bỏ tiền ra phải bắt buộc người ta nữa. Tự người ta bỏ tiền ra giờ phải bắt buộc người ta nữa là sao? Sáng giờ bực mình không thèm nói, giờ bức xúc quá nói luôn. Tôi nghĩ là cái việc làm của chị Hồng Ngọc á, làm việc tốt rồi cũng như là những việc thiện đó là giống ai không? Giống ai? Chị nói giống ai? Nhiều người lại thương lại rất chị là biết cái tên thôi đâu. Chị biết được đúng một cái tên thôi chứ đúng là rồi. Không biết như thế nào đúng không, nhưng mà chưa chắc đó tên Hồng Ngọc là đó là của chị. Có lẽ là chị sử dụng một cái biệt danh theo mà Lâm hết nghĩ là như vậy. Không đúng rồi, đúng rồi, tại ta làm gì không biết thế nào mà ta nói cái tên thật của mình ra. Đúng rồi, thì nói chung mấy anh em mà YouTube mà được chị nhà Hồng Ngọc nhờ mua này mua kia hay nhờ cúng này cúng kia thì cũng có gọi là nghe qua cái giọng nói của chị thôi, nghe biết có quen thôi, chứ mà thật sự thì chưa ai thấy mặt. Mà nếu ở đây nếu mà nó thấy mặt thì chỉ có anh Minh là anh thấy được khoảng 3 giây, tại lúc đó anh vô tình là anh gọi
video đó. À, thì khi mà lộn 3 giây thì chị mới tắt. Đó. Thì nhưng mà 3 giây thì đến bây giờ mấy tháng trời thì heo 15 mét nghỉ thì chị cũng không có ấn. Nói chung anh mình cũng không có ấn tượng về cái chị Hồng Ngọc như thế nào đâu. Bây giờ chị có đứng trước mặt anh em mình cũng không biết. Đúng rồi. Tại có ai biết mặt đâu. Cái gì mà người ta điện thoại ta nói tôi là chị Hồng Ngọc có lên đây nha. Có lên đây vô thắp hương cho cậu luôn. Nhưng không ai biết hết. Không ai biết chị. Có người ta gọi điện. Có ai biết mặt đâu. Chị cũng không có xưng danh chị luôn. Thì đúng rồi. Chị đi vô là mình ta chỉ điện ta nói mình ơi chị đi vô rồi chị thắp hương rồi này kia trong. Mà ví dụ giờ anh em mình có có phỏng vấn anh em mình cũng hỏi à chú ở đâu cô ở đâu thôi chứ không lẽ hỏi chị tin gì anh tin gì ha. Có người ta gọi điện ta nói tôi vậy luôn á. Thì nói chung là hôm mà em cái video này cũng là gửi lời tới cho chị Hồng Ngọc nè. Chị không có gì mà để cho buồn hết á. Em nói thẳng không có gì mà để buồn mà để này kia hết. Chị cái gì cái cũng còn tụi em YouTube ở đây nè ủng hộ chị. Chứ chị đừng có gì mà buồn hết á. Em là cái thằng này thằng nọ nè. Bây giờ em thấy chị em còn tội nghiệp đó, đừng có nói à người anh em ở đây. Nhưng mà cái nghĩa cử của chị Hồng Ngọc cũng giống như Đậu Năm đúng không? Dạ. Làm việc thiện. Đó, nãy em mới nói đó. Đó, không chưa. Không muốn chưa. Làm việc thiện nhưng mà không có muốn phô trương mình ra. Không cần đánh bóng tên tuổi. Không có cần đánh bóng tên tuổi. Nếu mà là dạ. Giống Đậu Năm Vũ Linh. Thật sự là chị Hồng Ngọc là từ thiện rất là nhiều chứ không phải là cúng ở mộ của chú Vũ Linh không đâu. À, trước là chị gửi tiền cho cậu bé chân to nè đó rồi nhờ anh yêu là mua sách cho trẻ em để phát cho trẻ em để chuẩn bị đến trường này nọ đó nhưng nói chung là rất là nhiều nha rồi cụ bà là 86 tuổi 83 tuổi rồi đây đó bà cụ bên đây hả đúng rồi bà cụ bà đó gì đó mà hình như là anh nghe nói anh Minh cũng có cái quỹ để làm từ thiện là từ chị nữa đó nha rồi đó. Nói chung á, chị Hồng Ngọc nghe nói là cũng gửi cái tiền quỹ cho Minh với thằng Liêu á, giữ để làm từ thiện. Ừ. Đi làm từ thiện vậy cũng tốt mà, đâu có gì đâu. Thì làm từ thiện là tốt, nhưng mà cái người ta không ra mặt cái người đó mình mới đáng là... Đáng là trân trọng người nể người ta chứ. Cũng giống như là cái nghĩa cử của cậu Năm vậy đó, người ta đi làm. Giống như cậu Năm lúc trước... Cậu Năm đi thiện nguyện cũng có la mặt đâu, cũng có cho ai quay video đưa lên đâu. Nhưng mà cậu Năm đâu có cho đăng đâu. Cái lúc mà mất rồi á mấy người kia người ta mới đăng. Đúng rồi. Cậu Năm không muốn đăng tên tuổi, không muốn phô trương. Có lần rồi cậu Năm cũng giúp bà con vô viếng mộ chú nè. Giúp 20 triệu đó. Nãy giờ bên em mà tâm sự ở ngoài đây với Hải ha, bà con đến viếng mộ chú. À, cái ba lô của Hải nè là cũng chị Hồng cũng do chị Hồng Ngọc ha nhờ 15 mét đặt cho Hải cuối cùng luôn rồi nhờ không cho người ta nữa lấy gì người ta gửi cho nữa giờ là món quà giờ bắt con ta la mặt ai đâu cái món quà này là món quà cuối cùng của chị Hồng Ngọc nè kỷ niệm bây giờ có lách có hư cũng phải treo ở nhà nè chút xíu đi khách nhìn cảm động về trong đó luôn đi dạ cái tầng nguyên em là cái thằng chị heo giỏi hết ngang nha. Ngược chị nhất. Heo giỏi á nhưng mà em thấy chị Hồng Ngọc bữa nay bị như vậy em còn bức xúc em lên tiếng chứ ai đừng có sao nói sao ai chị biết hết rồi những cái gì mà như rớt em là cái thằng ngang ngược đạt, em nói thẳng luôn em chưa bao giờ mà tin ai hay nịnh ai bất cứ ai hết nhưng mà mình thấy chị Hồng Ngọc vậy mình còn bức xúc thấy buồn cho chị chứ đừng có nói chị thôi mà chị đừng buồn nó có tụi em đây chị khỏi cần phải buồn mà ai nói gì nói đi ha kệ ai nói gì nói đi nói chung là anh em ở đây thì lúc nào cũng là thương yêu chị hết có ai tụi em đây chị khỏi cần phải buồn chị ơi đúng rồi khỏi buồn ha chị ha ví dụ không có em cũng có 15 ếch hay là Di Minh Nhịp Sống Nêu với tất cả anh em YouTube ở Mậu Cậu không ai bỏ chị đâu chị yên tâm đi chị khỏi cần phải buồn tới cái chuyện này này tụi em chỉ nhắn gửi an ủi chị cho chị bớt buồn thôi chứ chị khỏi lo cái chuyện này không có đáng gì mà để cho chị buồn hết á mà bây giờ là mình thấy chị vậy giống như mình fan của chị Hồng Ngọc luôn ha không cái như là tất cả mình vì chú đúng không chị cũng vì chú và anh em mình chung ở đây ai tới mộ cũng vì cậu hết á chứ không ai mà để tới mộ mà để có mục đích gì khác hết người ta thương cậu người ta mới tới đây người ta thương cậu người ta mới gửi đồ tới ta cúng tất cả
đúng không? Giống như Nhi mà lên trên đây là coi như là như giờ ta đang ngồi máy lạnh đi, mình thì ở ngoài nắng ngoài nôi mà mình vẫn chấp nhận nó thôi, đúng không? Mình vì cậu mà chứ đâu phải mà vì người này người kia mình mới tới đây. Ta có nghĩ rằng mấy anh em đang ở ngoài nắng nhưng mà nó tới nó lui à, cái món quà này của chị phải chắc phải giữ kỹ càng, bắt mưa phải giam giấu quá. Nếu mà nói gì mà mưa có hâm nước đâu, vì tiền vì bạc thì Hải cũng là một minh chứng. À, không biết là doanh thu của Hải tháng này được nhiêu ha? Rồi họ móc lên 1.7 triệu đó. Không phải kênh trong tiền YouTube của em á. Trong tiền YouTube vậy, cái kênh Hải quay đầu hả? Ừ. Trời, được có 600.000 à. Tháng rồi thì 600.000. Cái kênh kia được mấy triệu á? Cái kênh kia có 1.7 triệu à. Kênh Bùi Hải quay lóc á. Con 1.000.000 à, còn kênh kia 600.000 à. Đó. Nhưng mà hôm nay chị ông Ngọc tặng em được nhiêu rồi? Tặng gì? Tặng những cái gì cho em nè? Ở tặng mấy lần rồi. Mấy lần cũng được 3 triệu đúng không? Nhưng mà cái món quà này là món quà đầu cuối cùng rồi nè. Ừ. Phải giữ cho kỹ nè. Cây quay đây nha Hải. Mà mỗi lần chị Hồng Ngọc mà gửi cho em, chị biết là cây quay nè. Ủng hộ cho kênh phát triển mạnh. Ừ, ủng hộ kênh phát triển mạnh. Nhưng mà nó phát không nổi thì sao? Mặc dù kênh của Hải rất là nhỏ bé luôn. Từ từ cái gì cũng vậy, không phải từ từ chứ giờ nói làm sao mà muốn kênh nhỏ mà muốn phát triển mạnh sao được. Cái này à, mà lỡ nó có hư có rách là cũng phải máng cái nhà luôn chứ không bỏ nha. Trời kỷ niệm. Tuy lần không biết mặt chị thiệt nhưng mà cái này là cái kỷ niệm của chị Tần. Cả cái cây quay, cái nón. Hình như là chị lo Hải nhiều hả? Không, nói chung ai cũng vậy mà. Hải không có thích mặc đồ của chị Hồng Ngọc tặng nhưng mà chị thích cái ba lô đó. Đặc biệt không? Mặc dù cái áo Hải đang rách da luôn kìa. Nhưng mà không mặc. Bữa hồi anh Minh anh cũng nói là cái chị nào đó đặt cho em cái áo á. Em có nói với anh Minh mà. Em nói thôi anh Minh nói giùm mấy chị đó, nói giùm Quan Hỷ cho em đi, em không mặc. Thì chị Hồng Ngọc bà cho em mà em không mặc, em giờ em mặc áo của người khác á thì còn là cái gì chị em nữa đúng không? Mà nhưng mà em không mặc, em nói quyết định không mặc là không mặc. Hôm qua đúng không? Hôm qua thì Hải có xin xin chị Hồng Ngọc. Hôm trước Hải có xin chị Hồng Ngọc, tức là làm một cái video, tức là in 30 chiếc áo màu xanh đó. Mà Hải chỉ xin cho mấy chị em thôi, mấy anh chị em ekip YouTube thôi, nhưng mà Hải không có xin cho Hải nha. Đó, thì chị Hồng Ngọc cũng đã duyệt rồi, nhưng mà do là hôm nay buồn quá. Đó, là chị tính nhờ, chị đã nhờ 15 bếp nha, thiết kế cái logo ở trên cái nón với là cái phía sau là chữ Vũ Linh Mai Đỉnh á. Mà cũng màu đó luôn. Nhưng mà giờ chị buồn cái quá. Cái nón nãy đó. Nãy chị buồn quá nên chị kêu 15 bếp quỷ rồi. Quỷ đi. Thằng Hải nay thấy nó buồn ghê ta. Quỷ đi thiệt chứ bộ. Thấy cái mặt của nó kiểu nó buồn sao đâu á, nhìn thấy không. Đâu phải Hải buồn không, mấy anh em mà buồn. Mấy anh em mình thấy lúc là mình không có quay cái mặt mình đúng không? Nhưng nghĩ là mình quay Hải á, mà mình thấy cái nay nó buồn. Phải nói là thấy cái mặt của nó bình thường, nó vô nó giỡn nó. Em chưa bao giờ buồn nha. Hồi đó giờ em chưa bao giờ buồn. Mà bữa nay em buồn không? Bữa nay tự nhiên thấy cái chị kia lên, chị là chim đó. Chị nói thấy buồn cho chị Hồng Ngọc đó. Nhưng mà liên em là tính em đó giờ là không có buồn. Lúc nào cũng vui á. Mình không biết nguyên nhân gì nhưng mà thấy chị Hồng Ngọc thì không có đòi hỏi gì hết. Đúng rồi. Chị không có kêu sao kê ha là gì hết. Chỉ là chị nhờ cúng đó, chị gửi vậy đó. Đó. Sao kế gì tiền của người ta tiền bỏ ra người ta, đó. Ta đó. Làm từ thiện mà sao kế vậy? Thì bởi vậy thì người ta đã muốn giấu cái mặt, người ta muốn ẩn danh thì làm bây giờ. Bây giờ anh kia vô thì dĩ nhiên em đối với em còn buồn, đừng nói gì mà cái người ta đã bỏ ra biết bao nhiêu cái món quà cho chú để cho chú tới bây giờ mà vẫn còn khán giả. Tính ra từ lúc mà cậu Năm ông mất á, tính từ tiền bông cho tới tiền hình cho tới ngày hôm nay á, 7 tháng mấy đúng không? Rồi có thể nói là tiền tỷ đó chứ không phải ít đâu. Hình cứ một cái bức hình như vậy là đâu phải cái chục mười mấy triệu mà một lần đem vô là một cặp vậy đó, là biết bao nhiêu hình mà nói. Bây giờ ở trên Linh Hoa Tây Đàn là đa số những cái hình ở trên đó là hình của chị Hồng Ngọc không á. Rồi nói chung mà tụi em cũng làm cái video này gửi tới chị. Mong chị coi được video này à, chị đừng buồn nữa. Cái gì cái cũng còn tụi em ở đây. Chị yên tâm đi, lúc nào tụi em cũng kề vai sát cánh với chị hết á. Chị yên tâm đi chị Hồng Ngọc. Em không nói thôi, em nói được em sẽ làm được. Ok nha chị, đừng buồn nữa.
cái video của mình kết thúc đi ha. Dạ. Nói chung là chủ yếu mình nhắn nhủ đến chị Hồng Ngọc, chị đừng buồn. Vậy thì cũng còn có anh em YouTube cũng như là ekip ở mộ đậu là ở lúc nào cũng ủng hộ chị. Và bây giờ thì xin tạm biệt chị. À, bây giờ thì mình làm bớt cũng xin giả luôn. Khép lại video này ha. Cảm ơn bà con. Chị bấm tái ứng rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại đỉnh ha. Hãy để trên cái video luôn, hãy để chị Hồng Ngọc để luôn chứ giờ sao nữa.